rồi, cái xong hôm nay like, cái cho like được nữa lần nữa rồi xong luôn. Nó là cái gì vậy? Trời, cái set là set gì vậy ta? Sẽ là set no lớn. Set no này cho con Phạm Kiều, cho con Nhi. Vô lại bên đây giùm em đi, khóa like nữa rồi. Có khóa like bên kia nữa rồi mấy bà ơi, chán dễ sợ không? Lên cái gì à, màu đen có chưa? Set nơ này còn được có 10 set thôi nè. Trời ơi, set bùng dài mới chơi rất là sang luôn. Trời ơi, trời ơi, nó thiệt sự set này rất là đẹp luôn, sang chậm mấy chị, quá đẹp luôn, nó thật sự luôn. 95.000 một set thôi, xuất sắc luôn. Nó khóa lao bên kia nữa rồi mấy bà ơi, chán ghê á. 3 ngày Phương Huệ ơi, 3 ngày đi, yên tâm đi, 3-4 ngày lận rồi chị 3-4 ngày gì mới cho like lại lận, 3-4 ngày nó mới cho like lại lận. Rồi vô lại giùm em mấy chị, đẹp quá à. Trời ơi, thật sự set này rất là đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp dữ dằn dởn luôn mọi người ơi. 95.000 một set giùm em thôi nha, quá đẹp quá sang giùm em luôn. Em lên màu với mấy bài, trời ơi mấy thiệt mấy chị coi nè, cái set này mà ăn cũng là tiếng lắm, tiếng không có thật luôn mọi người ơi, quá sang chảnh giùm em luôn. Vải đuổi xốp giùm em nha mọi người nha, hàng đuổi xốp nha, màu đỏ nè, đẹp quá. Màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu vàng, màu nó mặc là màu xanh mấy chị. Trời ơi, nguyên một set này có 95.000 nè, không tin vào mắt mình luôn. Quần nè mấy bà, có túi ống rộng giùm em ha, rất là đẹp nha mấy chế ơi, em mới thật sự luôn á mọi người ơi, vải mới thật mê ly luôn. Hàng đuổi nè, chuẩn hàng shop giùm em luôn. Trời ơi, em có thiệt không ai bán cái set này mà 95.000 với em hết trơn, cái trời ơi, đảm bảo với chị luôn. Rồi cho like được bữa lại bị chặn. Ơ chị tiếp nè, mới like được bữa chặn tiếp nè, xạo chân bay đi, bình thường thôi à. Nhi da thấy đủ không hồng, trời ơi, cái set này quá đẹp luôn mấy chị, quá đẹp luôn. Đỏ cho Cao Thị Thùy Thu Thùy, ok tình yêu luôn. 95.000, 95.000 một bộ cho em nha mọi người nha. Màu rất là sang chảnh giùm em luôn cả nhà ơi, màu nó thật sự luôn, quá đẹp luôn mấy cô gái ơi. Rồi em lên màu mấy chị, đẹp quá à, thiệt luôn á trời. 95.000, đáng đồng tiền bát gạo giùm em nha. Màu đen là khỏi chê luôn, lên áo Puma. Em hết áo Puma rồi chị bé Mai ơi, áo Puma em hết sạch xanh xanh rồi, em còn màu đen nè. Trời ơi, mấy cái bộ này mặc đẹp lắm mấy chị ơi, mới thiệt sự luôn mọi người ơi, cái vải nó quá đã nha cả nhà ơi. 95.000 một bộ giùm em luôn, quần có túi cho mấy chị đẹp của mình luôn ha. Mặc lên cái dáng nè, màu xanh nè, cái bèo hai bên nè mấy chị không, bên cao nè mấy chị, ở chính giữa nó thấp nè ha, ở chính giữa ở ngoài nó cao lên giùm em luôn, rất là đẹp luôn. Rồi một đen một xanh trên da nè, trời ơi rất đẹp quá. Nhanh tay lẹ chân giùm em, có áo sơ mi lụa tay ngắn rồi em đổi lại. Trời ơi, gái ơi, bây giờ em hỏi, em nói chị vậy chị sao chị đổi hàng được đây bé. Bây giờ em nói cái gì chị không hiểu luôn á. Chị đọc, chị không hiểu được tiếng Việt luôn á. Trời ơi, mày lấy cái này rồi mày đổi cái kia rồi mày nói mày comment cái gì vậy? Trời ơi trời, bé ơi, em comment cái gì vậy? Chị không hiểu luôn á. Bé đủ màu được trước không? Màu thêm đen đỏ phải không? Nè như da nè, ơ lộn mạnh lên nè. Rồi em còn hồng vàng đây mấy bà ơi, comment cái gì á mày ơi, đọc cái nó xong hả? Trời ơi, viết tập làm văn hả cưng? Em viết tập làm văn hả? Trời ơi trời, cho em bán hàng livestream nha, không cần viết tập làm văn đâu nghe bà, nó có trả bà đi viết tập làm văn dữ vậy, đọc nó không hiểu luôn á. Rồi lấy màu vàng cho em đi. Trời ơi vàng đẹp quá, vàng còn bộ nè. Vàng với hồng nha mấy bà ơi.
Còn hai màu giùm em luôn 95.000. Trời ơi, cái bộ này có 95.000 nè. Bộ chị mặc màu xanh nè. Chân chân nè, ok nè. Hao hết rồi chân chân ơi, còn vàng với hồng rồi chứ ơi. Hết xanh rồi nha, còn vàng hồng giùm em đi. Rất là đẹp luôn. Đó, màu hồng nè mấy chị. Màu vàng em còn bộ thôi, hai màu giùm em mấy chị. Em lên với bà chế coi thử màu hồng nha. Cái bộ này có 95.000 là quá rẻ luôn. Sang thôi là sang luôn á. Quần nè mấy bà không. Lưng là lưng cao nè, không hề bị cấn đáy cho em nha. Lưng rất là đẹp luôn, form cực kỳ chuẩn luôn nha mấy chị luôn. 95.000 một set. Rồi em còn hai set vàng và hồng. Ai lấy màu nào mình chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy bà nha. Nhận hàng về không đẹp không lấy tiền mấy chị. Có cái form cái chất giùm em đi. Hàng này là hàng chuẩn, hàng đuổi shop nha mọi người nha, chứ không phải là hàng KT đâu. Nguyễn Yến lấy hồng. Vải này mặc là thứ nhất nó có độ co giãn nhẹ giùm em nè khách nè. Cái tay của nó là nha mấy chị nha. Phòng to đẹp xỉu luôn. Có 95.000 một set thôi, quần với áo luôn nha mấy chị. Quá đẹp, quá xịn sò giùm em. Rồi ok, Nguyễn Yến thấy thông tin. Em còn vàng hồng hai màu giúp em mấy chị ơi, 95.000. Mua hàng để lại giùm em thông tin số điện thoại địa chị. Rồi vàng còn bộ luôn, đẹp lắm. Xuất sắc. Đúng rồi chị Văn Như Phụng, đằng sau là set nha chế, set dập ly, set đâu? Set chân váy. Set chân váy này là 99.000 giùm em thôi, hàng vét nha, rất là đẹp luôn. Còn ba màu xanh đen với lại màu vàng giùm em, xanh đen vàng ba màu. Rồi set này em còn được ba màu ha. Còn được hai màu chứ lộn. Hạnh Lê có màu xanh chưa? Ủa Hạnh Lê có xanh rồi hả? Vậy là còn xanh nè. Em còn một bộ xanh nè. Em chốt chị chân chân nè. Sorry nha chị chân chân, em chốt chị chân chân bộ xanh đang mặc luôn. Rồi em còn vàng hồng hai màu. Ai lấy giùm em ơi. Đẹp lắm luôn á. Vàng hồng hai màu giùm em nha, sách đang mang. Ai lấy chốt em kèm số điện thoại. Rồi em qua mẫu luôn đây. Rồi set nơ này em còn mấy chị. Set nơ này còn được 5 set thôi nha. Set nơ này là cái set mà em hỏi thật sự luôn á. Em tâm đắc nha mọi người nha. Đây, set nơ vải bóng. Set nơ vải bóng mới về hàng luôn, 95 phải không? 95.000 một set giùm em mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Trời mấy cái set này có 95.000 một set, thật sự luôn, quá rẻ, quá đẹp luôn các bà chị ơi. Hàng mấy chị coi cái vải của nó là ghiền luôn á. Vải của nó đây ha. Lên cho em là bao sang luôn, vàng nè mấy chị. Có hai màu nha. Chị Nguyễn Yến comment gì vậy? Còn nhiêu để em, còn 1 2 3. Còn 5 set. Chốt cho chị Nguyễn Yến rồi, xích chốt chú Nguyễn Yến màu hồng rồi đó, em chốt chị yêu rồi. Chị Gia còn được 5 set là hết hàng luôn. Rồi lên áo kiệu mấy chị ơi. Trời ơi cái áo kiệu nhà em nè. Nhiêu đây, xỉ nhiêu đây trời. Áo này của Vi Ngọc Phương My nè mấy bà. 20. Rồi xỉ 42.000. Lộn xỉ 43 chứ xỉ 43 lẻ 55. Cái áo này lẻ mới thiệt luôn á. Cái giá nó nói thiệt banh sạc, banh sát luôn. Trời ơi nó đẹp mấy chị, về mặc chung lại cái chân váy tầng nha. Nhức nhói luôn, nhức nhói con tim luôn. Con tim yếu đuối được nghỉ ngơi luôn, trời ơi. 55.000. Quá đẹp luôn mấy chị. Xanh, vàng, trắng, hồng đen. Ôi mấy chị ơi. Chết rồi mấy chị, chết luôn cái con áo này luôn nha mọi người nha. Cái vải tơ giùm em mọi người ơi, vải tơ kiến luôn. Vải tơ kiến giùm em. Xuất sắc một cuộc tình, xỉ 43.000. Quá dễ thương luôn, được chia được có một ri à bé ơi. Còn để cho mấy con mắm kia nữa. Đủ cho như Huỳnh Như nè, chia cho mấy bà kia bán nữa nè. Chốt lẻ lẻ luôn, không có hàng mà bán nha mấy bà nha. Xỉ 43 nè, Huỳnh Như nè. Lẻ lẻ đi mà không có hàng bán, về mặc chung lại cái chân váy cho tôi nha. Quần jean nha. Nhức nhói nha em bà. Đẹp lắm. Hàng tơ kiến, hồng cho nọ đặn 55.000. Hàng tơ kiến cho em nha mấy chế nha, 55.000 một áo hà, quá đẹp luôn. Ôi ôi cái màu trắng kìa. Ôi ôi cái màu đen kìa. Trời ôi trời, cái gì vậy trời. 55.000 nè, lẹ lẹ đi, không có hàng bán nè mấy bà. Trời quá trời quá. 55.000 hàng tơ kiến nha mấy chị, chốt lẹ đi thiệt sự luôn. Xị em chốt hết mấy bà ơi, không có hàng bán dán chịu nha, có 55.000 thôi. Form từ 40 tới 60 cân là mặc thoải mái tha hồ giùm em luôn. Quá đẹp luôn mấy cô gái ơi, mấy cô gái không lấy mấy cô gái tiếc chết nha. Thôi cái này nè. Lên quần jean dài giùm em bao đẹp luôn.
Rồi toàn có mấy cả nè. Lấy lẹ thôi là hết nha. Lấy lẹ lẹ mấy bà ơi. Đẹp dữ lắm, đẹp luôn á trời. Trời ơi, tức quá trời tức. Để lên form đi. Tôi nói thiệt luôn, tôi không chốt nữa. Tôi mặc lên form cho bà coi thôi, tôi không bán nha. Trời ơi, cái nó đẹp lắm. Mấy cô gái ơi, mấy cô gái còn chần chừ suy nghĩ như vậy hay là ẩn comment. Trời ơi trời, cái áo này siêu siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Áo này là chuẩn hàng shop cho em luôn, mấy chị coi cái vải của nó nè. Hàng tơ kiến cho em luôn, có 55 ngàn mấy bà. Ôi đất ơi. Cái nhỏ này nó sao rồi mày ơi, nó sao rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nó đặng cái thông tin. Chết luôn cái con áo này thiệt sự. Hồng đen trắng nha, lấy lắm lấy này thôi, qua mẫu. Giờ bán đắt quá rồi, chảnh lắm rồi. Thiệt luôn đó bà, áo đẹp cực kỳ luôn á. Tại em vô hút hết á mà em chừa lại mấy cái để em bán cho mấy chị biết rồi đó. Em thương mấy chị em chừa hàng là em bán thôi. Hạnh mi nho lấy đủ màu nhưng hai cái nè. Hạnh mi nho lấy luôn đi, rồi xong qua mặt luôn. Trời. Chén mấy bà khách của tôi quá trời luôn. Ở đây bán 55 ngàn không mua mấy bà ơi, lát hồi đi mua chỗ khác bán 70-80 ngàn gì đó. Lệ Quyên lấy cái đen trước rồi Lệ Quyên đi. Trời ơi cái bộ này nó thật sự là siêu phẩm đó mấy chị, 99 ngàn giùm em nha mọi người nha, siêu phẩm giùm em đi. Hai bộ này để anh Thanh nó chốt cho bên bóc nè. Đi cho bên bóc giùm em đi. Nơ hết vàng hả chị? Nơ hết vàng hả chị, lã nào? Lã nào bé Phương? Cái bộ này em nói thiệt sự với mấy chị luôn. Em nói thật sự luôn là nó rất rất là đẹp luôn mấy chị em ơi. Rất là đẹp nha mọi người nha. Bộ Adidas giùm em. Trời ơi, cái quần nó có túi luôn á chị. Cái bộ này bao nhiêu tiền? 99 ngàn một bộ giùm em thôi nha. 99 ngàn một bộ. Có đầm thiết kế không chị? Chuẩn bị chị lên nè, đầm thiết kế mới về nè. Ủa cái gì vậy? Cái màu xanh này sao nó lọt vô cái màu bộ màu xanh này vậy ta? Nó bỏ lộn, nó lộn một bộ mấy chị, nó lộn một bộ nha. Bộ xanh 99 ngàn giùm em. Lệ Quyên có đơn chưa? Ủa cái này là cái gì vậy? Sao đưa mẫu tùm lum vậy ta? À đúng rồi đúng rồi. Lên màu mấy chị ơi. Màu nâu, màu đen. Xét bộ thể thao 99 ngàn một bộ giùm em. Có quần jean dài không chị? Quần jean dài em hết rồi gái ơi. Màu đỏ. Xét 85 còn không chị? Xét 85 là xét gì vậy ta? Ca thì thu thủy, xét 85 là xét gì vậy ta? À xét 85 em hết rồi. Xét 85 em hết nha. Để coi em coi mai còn hàng không. Trời ơi cái bộ thể thao này mới thiệt sự với mấy chị luôn. Xị 85 lẻ 99 ngàn một bộ giùm em nha mọi người nha. Mua về mà mang không đẹp không lấy tiền. Trời ơi cái vải của nó nè. Bộ thể thao đen nô em đặt rồi. Có hàng rồi ngày mai mới có em ơi. Bên xưởng nó chưa có giao nữa. Mấy bữa nay chị về quê sửa nhà tùm lum á, chị chưa có treo về hàng nữa. Rồi màu màu đỏ, màu đen, màu nu. Đỏ, đen, nu trắng giùm em nha mấy bà ơi. Rồi bộ này siêu đẹp luôn. Bộ này 99 ngàn một bộ giùm em nha cả nhà nha. Trời ơi. Mua về mang cho em là ghiền cái bộ này luôn. Phối rất là xịn sò mấy chị. Bộ phối này cực kỳ đẹp giùm em luôn. Ôi ôi. Hình như có 4 màu lấy 2 à hả Liên. Chị Lê Trang lấy bộ đỏ này 99 ngàn giùm em nha mọi người nha. Xét thể thao mặc em là bao chất ngất luôn. Đợi xíu lên form liền cho chị đẹp của mình luôn. Lê Trang nè. Hình như lấy 2 bộ nè. Hình như nè. Ok nè. Rồi 99 ngàn một bộ giùm em nha. Trời ơi cái bộ này đẹp dữ lắm á chị. Em nói thiệt luôn á. Coi nè nó phối cho em nè mấy bà ơi. Áo trắng là quần đen nó đi cái viền nha mấy chị nha. Xinh lắm mấy chị. Xinh mà xịn cho em luôn. Bao là đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi em có bộ này màu trắng mấy chị ơi. Form này to nha mọi người. 60-65kg mặc dù giùm em. Đợi xíu lên form. Đủ màu thêm đỏ đen như da. Bộ này quá đẹp luôn. Đủ màu nè. 985. Đỏ đen nè. Màu trắng. Em còn màu trắng, màu nâu với lại màu đen à. Trắng nu đen mấy chị. Đẹp quá không? Thiệt luôn mấy trời. Cái bộ này quá trời dễ thương mấy chị ơi. 60-70kg cho mặt cũng vừa luôn. Nó lộn 65kg trở về mặt vừa giùm em luôn. Thấy không? Ở đây nó phối cái màu gì nha mọi người nha. Nó đi cái viền màu đỏ cho em.
đây nó phối màu gì, nó sẽ đi cái viền màu đó cho mấy chị em của mình nha, nên mấy chị em của mình là khỏi lo luôn, cái thiệt sự cái bộ này luôn à chế. Ôi ôi mặt là bao đẹp giùm em luôn á. Rồi trắng đen nâu ba màu đi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bà chế coi cái bộ này. Em lên màu nút nha, em lên màu nút cho mấy chị đây. Rồi cái quần nè, phải này là bao bu zip cho em, hàng này là hàng bu zip nha. Kẻ xuống giùm em cái người thêm đen cho Huỳnh Như nè. Trời ơi, em nói thiệt cái bộ này xuất sắc luôn. Sao đây ta ơi, xịn quá mấy chị ơi, xịn mà mịn nữa. Trời ơi, hôm nay cái đầm thiết kế nữa nè. Còn mẫu áo mặc Noel nữa nè. Một làng hàng, đi ngủ trước đi. Trời ơi, cái bộ này nó dễ thương gì đâu quá trời. Trời ơi, mới thiệt luôn mấy bà ơi. Trời ơi, cái bộ thể thao mấy chứ ơi, 99 ngàn một bộ giùm em nha mọi người nha. Lưu ý giùm em, cái này là hàng nhà em là hàng 2 tem 2 mát nha. Hàng này nhà em là hàng 2 tem 2 mát cho mọi người. Hàng này là hàng đẹp, đẹp lắm luôn á mấy chị, siêu xịn sò luôn. Rồi, em có 3 màu cho mấy chị, em thiệt luôn. Ai mà nhận cái bộ thể thao này về mà cái vải nó không đẹp là em không lấy tiền nha. Cái vải nó không xịn giống như cái lời em giới thiệu là em không lấy tiền nha mấy chị luôn. Rất là đẹp cho em nha mấy chị, chỉ có 95 ngàn, 99 ngàn một bộ thôi. Cái quần em nó thiệt sự mấy chị coi nè, áo nó phối màu gì nó sẽ đi cái viền màu đỏ giùm em luôn, nó rất rất là đẹp luôn nha. 95 ngàn, 99 ngàn bộ giùm tôi thôi mấy bà ơi, đẹp quá. Còn set đùi nào không chị, còn set đùi hạnh lên lấy đủ nè. Bộ này quá đẹp luôn, ba màu. Cái màu gì vậy trời, màu đen hả? Ba màu nè, thêm hai màu đen với nâu hả? Con da nè, còn nâu nè, hết đen. Rồi em còn hai bộ nâu, em còn hai bộ nâu quý chị ơi. Rồi xem ống quần. Này chứ ơi, ống là ống ôm cho em luôn đó chế. Quần là quần có túi cho mấy chị đẹp của mình luôn. Em thật sự cái bộ này mà không mua thì thôi luôn. Có 99 ngàn một bộ à, bao hàng luôn, thiệt luôn mấy chế. Bộ này là em còn một bộ màu xanh nè mấy chế ơi, nó bỏ lượng mẫu cho em nè mọi người nè. Nên là em sẽ bán cho mấy chị giá cực kỳ rẻ luôn nha, 95 ngàn một bộ nha. Cái này nó bỏ lượng mẫu cho em á, nhưng mà cũng đẹp lắm, phải y chang như vậy luôn, kiểu nó hơi khác chút xíu thôi. Đây ha, kiểu nó hơi khác chút xíu giùm em thôi. Đó, em có màu xanh nè mọi người nè. Bộ này nhà em là 95 ngàn nha. Cũng y chang vải em đang mang luôn, rất là đẹp mấy chị. Cái vải này nhà em mặc sướng lắm luôn mọi người. Mọi người mà nhận cái bu rip này nhà em về rồi mọi người sẽ ghiền luôn. Đảm bảo mấy chị đi mua là mấy chị có phải hỏi là hàng bu rip đúng không Trang mới lấy á. Mặc nó đã lắm, co dạng thoải mái luôn, 65kg mặc vừa nha. Nè mấy chị coi nè, lên form áo nè, ghiền không? Cái quần của nó nè, quá đẹp giùm em luôn. Rồi cái bộ này em có hai màu nè, màu hồng với lại màu xanh nha. Nói chung là đẹp lắm. Đây ha, 95.000 giùm em. Đó, xuất sắc chưa? Em bộ nu cho Kiều An 99 nè. Kiều An 99.000 nè. Rồi, màu nu với lại màu xanh. Cái màu hồng với lại màu xanh này thì em bán 95.000 nha. Thì bên xưởng nó bỏ lộ mẫu cho em nên em sẽ bán cho mấy chị giá rẻ luôn. Còn hai bộ, ai lấy chốt em kèo điện thoại, bộ em đang mặc là 95.000. Trời ơi, quá đẹp mấy chị em ơi, quá đẹp luôn. Rồi, qua mẫu. Lên đặt chiếc ghế đó cho nó gọn gọn nè. Dạ, từ 40-60kg mặc vừa hết giùm em á chị. Bộ này là 60-65kg. Bộ hồng cũng vậy luôn. Hôm nay giờ màu đỏ nữa nha. Bộ đầm này đẹp lắm luôn nè. Xuất sắc, 95.000 đầm thiết kế, sỉ 80 và lẻ 95.000 giùm em. Đúng rồi bà, cái bộ này em bộ sỉ 80 đúng không? Lẻ 95.000 một đầm nha. Không nói gì thêm nữa, quá đẹp luôn. Đúng không mấy chế? Mấy chế nhắc giùm em coi cái đầm này giá 80 đúng không? Một ri ok, đủ thêm đen.
nu cho như da, ok. Một ly hạnh mi nhon. Nay có áo khoác không chị? Có. Ê, ê, bỏ cái nu lại cho em cái đó một ly á, một ly cho như da đi. Con ri cho hạnh mi nhon. Lát chị gửi bill cho em nha, ok bé Phương. Hạnh mi nhon á. Như da lấy một ly hả? Bữa nay màu đẹp lắm luôn, bữa nay có màu đỏ là không có màu đen nha, bữa nay màu đẹp lắm. Đúng rồi. Hạnh mi nhon một ly đó, bạn kêu một ly đó, còn có 2 ly giờ. Ờ, còn cái này đẹp lắm luôn nãy bà ơi. 80. Xị đó chị, ừ xị 80 đúng rồi. Xị 80. Tự lộn giá. À, thấy đẹp quá mà rẻ quá à. Đủ cho hạnh lê đi nha anh, chia cho hạnh lê đủ đi. Rồi đó mấy chị, xuất sắc luôn. Xị mẫu này cho em 73 ngàn. Bộ xanh áo xòe chị mặc. Còn không còn nha Nhã Phương. Còn nè em gái ơi. Bộ xanh áo xòe. À hết rồi em. Còn màu vàng với lại màu hồng. Bộ xanh áo xòe nãy chị mặc là còn vàng với hồng. Áo tay dài chữ còn không trang. Áo tay dài chữ còn chế. Đợi chút em lên cho. Rồi đầm này giùm em đi mọi người ơi. Xị 73 nha. Lẻ 85. Ủa 85 ngàn một đầm đúng rồi. Xị 73 lẻ 85 giùm em. Nu vàng kem, nâu vàng kem đỏ. Trời đẹp quá hồng. Em xem với rồi chút xíu chị lên cho em. Nâu vàng kem đỏ hồng. Bộ đang mặc có ai hốt giùm em luôn không trời. Còn có bộ à. Trời ơi cái bộ đang mặc có 99 ngàn mấy bà chê trời. Còn có bộ một bà mới lấy một tui luôn. Ủa này đẹp lắm nha, lên form mấy chứ ơi. Dạ rồi ok, áo khoác đẹp tí luôn. Nhã Phương cái set hồng đợi chút xíu nha Nhã Phương. Rồi kéo lên giùm em cái người. Trời ơi tôi mặc cái này lên không đẹp đó thì thôi luôn á. Ngại ghê luôn á trời. Ngại ghê luôn á, mặc đi tiệc nè. Trời ơi. Chấm hết mọi người ơi. Chấm hết giùm em quần dây xích hết sạch thành xanh xong dặn chị. Quần giấy sách về, quần giấy sách xích về được có hai mấy ri à, chia hết luôn á. Trời ơi má ơi nó đẹp quá trời. Cái đầm này thiệt luôn á. Không nói gì nữa mấy chị. Thôi em không biết nó đẹp được như vậy luôn á bà ơi. 85 ngàn đầm mà. Quá đẹp luôn. Hình như nè. Nu đang mặc cái đặng bị dịu nè. 85. Xỉ hả? Xỉ 73 lẻ 85 nè. Đặng bị dịu. Trời ơi cái đầm này tôi thiệt luôn á trời, bận đi tiệc ai mà biết cái đầm này 85 nghìn lại đem trả tiền cho. Ok. Cái đầm này đi tiệc ai mà kêu 85 nghìn lại tôi trả tiền cho. Thiệt luôn, rất là đẹp. Trời em không biết đẹp như vậy luôn á, màu đỏ nè. 85 nghìn mà đẹp được như vậy luôn hả trời. Má ơi dụ lẹn cá đi tiệc luôn á trời. Ơ lấy màu nào được anh, màu đỏ hả anh? Lấy màu đỏ hả anh? Đỏ đẹp nè ha. Lấy đỏ ha. Trời ơi, cái này Noel mấy chị ơi, Tết mấy chị ơi, xuất sắc giùm em mọi người ơi. Mặc cái đám cưới đó mơ bá cháy bỏ chét luôn má ơi, đỏ dồn cái băng hí nó đẹp lắm chị ơi, mấy cái đầm này đẹp xịu luôn, thật sự luôn mà. Lấy đi. Thiệt 85 ngàn cái là quá rẻ luôn. Vàng giùm em. Dài qua gối nha mấy chị em. Dài qua gối giùm em luôn, 85 nghìn. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Bây giờ lấy đủ là đủ màu luôn. Bây giờ thôi lấy vàng là không ấy luôn á bà. Không ai lấy cái đỏ mặt hết trơn á. Ai cũng lấy cái đỏ mặt hết trơn rồi tôi bán cái gì. Muốn mua mặt thì lấy đầm đi. Hết đầm rồi bà Trương Diễm. Lấy đủ màu dùm chế. Trời ơi cái đầm này đẹp muốn mê. Đẹp mê luôn á trời, xuất sắc. Chưa đụng hả? Có đen không chị? Không có đen luôn em trời. Cái đầm này nó thật sự là quá đẹp cho mấy bà luôn. Mấy bà không lấy bà kén. Tôi nói thiệt. Khoa My cái nâu đang mặc, chốt cho Khoa My. Quá dễ thương luôn trời. Cái đầm này quá rẻ. Rẻ bèo quá chị ơi. Rẻ bèo thì con gái đi. Áo khoác còn đúng ri 1.
tỷ 55 nghìn nè, tỷ 55.69 ngàn. Trời ơi, cái áo khoác mấy chị 69 ngàn cái, nó thiệt sự luôn á. Chương Diệm không có em ơi. Ủa Chương Diệm có chứ Thanh. Thanh Chương Diệm có không Thanh? Trời ơi, trời ơi, nãy giờ bữa nay nó đòi bồng là tiền má nó. Được 69 ngàn nha mấy chị, lên màu nó đẹp lắm, có mấy cái thôi, đi chuyện đẹp không, mấy bữa được giờ đem vào bán với bà cho bà mặc đi chơi Tết rẻ lắm, có mấy chục ngàn. Rồi lên màu giùm em mấy chị ơi, màu đen, màu nâu, màu trắng giùm em nè, màu rêu. Trời cái đầm óc nó đẹp quá mọi người ơi. Cái chữ Versace này là hàng thêu cho em luôn nha, hàng thêu hết toàn bộ luôn, nguyên cây giùm em luôn, rất là đẹp. Màu xanh lạ, trời có cái đẹp dữ trời. Màu xám, nó nghe nè em có 10 cái nha mọi người. Ok chứ đẹp, phát màu nâu cho Hạnh Trần. Trời ơi nãy giờ mua lụa được có 1 cái một luôn hả. Chị có xếp xem áo hồng xòe nha chị. Ok em yêu, set nâu 95 là gì? Áo khoác 69 ngàn. Set 95 nghìn nè gái ơi. Còn nè, set áo xòe nè. Còn màu nâu với lại màu hồng với lại màu vàng nè. Nó còn màu hồng mà, hồng với vàng nè, đẹp lắm. Trời, cái tay nó bị quý vị con gì cắn nữa, xích thuốc vô rồi mà nó không hết. Mày điên hả? Ủa mà đâu ra lát, chỉ có lát đồng tiền. Lấy xám nữa, ok Hạnh Trần. Áo khoác đen cho heo nhựa. Trời ơi, cái màu xanh lạ đúng đẹp mấy chứ ơi, 69 ngàn nè. Xanh lạ 69. Trời ơi, cái áo khoác này đẹp quá. Trời ơi, cái sợi len của nó mấy chị, rất là đẹp nha. Xanh đen, xanh rêu chứ lộn, xanh rêu trắng nâu. Trời ơi, cái màu nút, hàng thêu hết mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Cái áo này là bên xưởng nó sale nè mấy chị. Cái mẫu này hồi đó em nhập cho là 69 ngàn nha mọi người nha. Hồi đó em bán cái mẫu này em bán lại là 85 nghìn đó mấy chị. Cái này bữa nay nha bên xưởng nó sale xuống còn có 69 ngàn một cái à. Mấy chị không lấy nó là thôi luôn á. Áo sơ mi đen bà like chưa, tôi còn nè bên Linh ơi. Sơ mi nè, hàng của Ngọc Trinh luôn nè, mặc dễ thương lắm luôn á. 79 ngàn một áo sơ mi giùm em nha. Áo khoác đâu mặc có 69 ngàn một cái thôi mọi người. Sơ mi đen đây mấy chị, rất là đẹp luôn, nãy mặc rồi. Ai chung đơn với ai thì bảo em nha mọi người ơi. Rồi em lên màu lại nha. Xếp hồng 60kg vừa không, dạ vừa chị ơi. Lệ Quyên không có đơn nhà em. Hồi nãy Lệ Quyên mới lấy cái gì mà Lệ Quyên ơi, mua hàng lấy số điện thoại giùm em. Lệ Quyên ơi, không có số điện thoại nè. Bạn bị dịu hết khoác đen rồi. Heo nhựa thêm cái màu nâu. Hết màu đen nha mấy chị, em còn trắng còn nâu. Lấy em cái sơ mi đen nha. Ok Hạnh Trần, sơ mi đen 79 ngàn. Rồi mấy bà ơi, mua hàng lên số điện thoại giùm em nha mấy bà ơi. Mấy bà không cho số điện thoại, mấy chú nó xả đơn hết trơn á. Rồi nô cho Phan Liên Ngọc Như 69 ngàn nè, Phan Liên Ngọc Như. Rồi em còn một rêu màu xanh lạ đẹp lắm. Trời ơi, cái màu xanh này dễ thương cực kỳ, đẹp quá ha. Khoác trắng cho chị Ngọc Suri 69 ngàn Ngọc Suri. Khoác xanh da trời, ok cho chị Thùy Trang Lê, đẹp lắm. Set hồng cho chị Huỳnh Thảo Thảo. Set hồng 95 chị Huỳnh Thảo Thảo. Linh em hết màu đen Linh ơi, bây giờ em còn hai màu thôi Linh. Lệ Quy nãy giờ chưa có số điện thoại em luôn à. Và nè chị Hạnh Trần ơi, khoác xanh lại em hết luôn, bây giờ em còn một cái xanh rêu mọi người. Khoác nâu em hết luôn chị Huỳnh, màu hoa mai. Bây giờ hiện tại em còn đúng hai màu nha. Một cái màu trắng và một cái màu này là màu rêu cho em.
trắng và rêu nha khách nha. Trắng và rêu giùm em, rất là đẹp luôn, áo khoác mấy chị. Còn đúng hai cái cuối cùng, 69.000. Trời ơi, cái khoác này dễ thương gì đâu á. Em nói thiệt luôn á, mua về là đáng đồng tiền bát gạo luôn, vải rất là đã. Rêu cho chị Huỳnh Hoa Mai. Rồi còn cái trắng. Ai? Đó bữa giặt chưa hết á. Của em đủ đơn rồi, đúng không chị? Philly ok em. Ủa, tại chị kiểm tra lại nha Philly ơi. Không không bỏ vô đi cho em luôn nha. Ok, vậy chị để cho Hạnh Trần nha. Đặng mày Diệu lấy cái khoác trắng. Thì Trang lên thông tin cho mày em. Rồi em lên. Em lên tiếp đi ơi, rồi lên bộ bộ ngủ đây. Bộ ngủ sexy. Trời ơi, thuộc bộ sexy nhà em lại nói thiệt luôn á. Trời ơi, đây màu nó đẹp gì đâu mấy chị. Trời ơi, cái giá nó rẻ bèo mấy chị ơi. Cái bộ này mặc là đúng đẹp luôn. Sơ mi đen 79 đó chị. À ok, Linh Linh. Linh Linh sơ mi đen 79, em comment đen chị không biết. Có quần gì không vậy? Có quần gì không hả? Quần á hả gái? Quần á hả? Quần bây giờ chỉ còn quần ngủ mà chị. Chị sợ chị không like kịp quá. Đây. Trời ơi mấy chị ơi, xỉ bao nhiêu mấy chị? Xỉ là 32.000 và lẻ mẫu này cho em luôn 45.000 một bộ, bộ ngủ. Rất là đẹp luôn, hoa. Hoa là mấy bà ơi, ghiền luôn á bà. Đẹp ghê luôn á bà. Trời ơi, cái bộ này tôi biết được, biết mà đẹp vậy tôi nhập nhiều rồi, đẹp lắm. Xanh lên bộ ngố, xanh, trắng, hồng, đỏ, xanh, trắng, hồng, đỏ, xanh trời nha, rồi hốt, quá đẹp, như da một ri, cái bộ này quá đẹp luôn. Bây giờ nói chung bây giờ sẽ lên pho với bà gái coi cái bộ này luôn này, vì nó rất là sang luôn, rất là sang luôn. Ôi giời, chết mẹ, tháo chụp con kẹt luôn. Ok nè, hồng với đỏ nè cho Hạnh Trần hai bộ nè, bộ này rất là đẹp mấy chị ơi. Ai? Thì Trang Lê, giao xin thông tin thì Trang Lê ơi. Thì Trang Lê ơi, mua hàng lên cho mẹ thông tin với. Đi bộ ngủ cho Lê Mơ ghi lại anh Trang ơi. Đủ nè. Đủ cho Phương Huệ nè. Phương Huệ nè. Xuân Mai em hết đỏ, Xuân Mai ơi. Bây giờ em còn trắng. Bộ trắng chị Yến Savia nè. Yến Savia 45.000 một bộ mấy chị. 45.000 là quá rẻ luôn. Trời mới thiệt luôn á. Nè. Trời ơi, cái này có mút ngực rất là, nói chung là vải dày, phơm đẹp. Bộ có 45.000 nha mấy chị ơi, trắng hồng xanh. Bây giờ em còn hai màu trắng với hồng cho chị nè. Chị Huỳnh Hoa Mai nè. Trắng với hồng em dùng, em đưa cho chị hai bộ nha. Rồi em còn một bộ xanh cuối cùng. Chị Lê Trang, Lê Trang một màu trắng. Kè Thanh. Lê Trang một màu trắng. Bộ xanh Phạm Linh Linh, bây giờ em còn một xanh đậm. Em còn một cái xanh đậm thôi, ai lấy xanh đậm chốt xanh đậm giùm em. Đúng một bộ xanh đậm cuối cùng nha. Ghi lại cho Nhi Gia thêm một ri nữa. Một bộ xanh đậm cuối cùng giùm em. Xanh đậm là hết hàng. Xanh rồi ok, Phạm Linh. Phạm Linh lên lấy xanh. Nè bịch nè. Rồi lên lấy xanh ok em. Rồi cái áo này em có một ri một thôi. Số lượng rất là có hạn nha mọi người nha. Áo này là gọi là siêu phẩm nhà em luôn. Cái sợi len nhìn là ghiền. Rồi wow, tay dài xỉ 33 lẻ 45 ngàn. Em còn được có 10 cái thôi nha mọi khách ơi. Trắng đen nâu 3 màu mấy chị, 45 ngàn cái. Trắng đen nâu 3 màu như thế này giùm em nha, 45.000 một cái thôi. Nói chung là rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây 45.000, nhìn cái sợi len biết đẹp liền. Nhìn cái sợi len là biết đẹp biết xịn liền luôn nha. Cái mẫu này em mới về thêm. Thì ra em nhớ lại chị hôm bữa em có chưa nha bé. Em lấy thêm đi này rồi em về em kêu chị bỏ cho em nhiều quá là chị không chịu trách nhiệm đâu nha. Giống như cái áo kia là chị không chịu trách nhiệm đâu nha. Ok, Phạm đi lên chốt cho em cái đen nè. Tại vì hôm bữa cái này chị về rồi. Chị chưa có chùa nhưng mà cái mẫu này, cái lô trước chị đã về rồi. Là em đã có chưa? Có rồi thì nhớ lại giùm chị cái nha.
Cái này em bán rồi. À là có rồi đúng không? Là bây giờ là lấy thêm cái gì? Rồi em hết màu đen nha mấy chị ơi, em hết màu đen. Mẹ này cho Nhi da nè. Ok. Tới hồi mà mày trả lại cho tao biết đường tao đỏ luôn á. Hiện tại không có hàng bán tới hồi á hả? Rồi lên trang cái mã này luôn, pyjama mấy chị. Trời ơi, pyjama giá rẻ bất ngờ mấy bà ơi. Pyjama sỉ 30, sỉ 33 ngàn, lẻ 45 ngàn một bộ. Phạm Linh Linh với lại Trần Thị Dung. Hả? 45 ngàn. Pyjama quần đùi. Cái mẫu này bán chi ân cho mọi người luôn, 39 ngàn một bộ giùm em nha. Hàng mới mấy chị ơi, hàng mới luôn. Kéo số này xuống cho em nè. Hôm nay hàng quá đỉnh mấy chị, hôm nay hàng là quá đẹp luôn mấy thầy luôn á. Hàng hôm nay là vô bán Tết là xuất sắc. Rồi á, rồi xong từ trời rồi đàn ơi. Cột hay chùm tao ghét quá. 39 ngàn một bộ giùm em. Tiểu thư em còn hai mẫu nè. Tiểu thư nè mấy chị ơi. Đồ treo phía sau em coi thử. Ok Ngọc, sorry đợi em tí xíu nha. Nguyễn Thanh Tâm xanh là gì vậy em gái? Xanh là cái bộ này hả? Xanh là 39 ngàn một bộ cho em, bán nhanh nhanh nha mọi người nha. 39 ngàn Nguyễn Thanh Tâm. Đồ bộ đi chị đang bán đồ bộ nè em yêu. Lên màu mấy chị ơi, em bán 39 ngàn nhanh nha mọi người ơi. Hàng phi lụa cho em. Rồi em có màu đỏ em đang mang 39 ngàn. Màu xanh, đỏ xanh, xanh đen, xanh thổ cẩm, hồng. 39 ngàn giùm em thôi nha mấy chị đẹp nha. Rồi cái bộ này là bộ ba nút mấy chị ơi. Cái chỗ này rồi em gài lộn nút rồi nè. Hàng kia nó ủa sao nó giật quá vậy ta. Lâu rồi mới về cái hàng rẻ gì luôn á. Đây nha, 39 ngàn. Biết sao không, ngủ nó nằm nghiêng cái nó đợi giật mình. Nó nằm thẳng nó giật, nó giật mình đó. Bộ chị mới mặc khui. Bộ chị mới mặc. Thiếu nút hả? Không có thiếu nút nè. Nó chỉ gài lộn nút em ơi. Chị gà lộn nút bé ơi, chứ không có thiếu nha. Đây nè. Rồi em có màu đỏ với chị, màu hồng nè. Mấy cái bộ này là kiểu như là bà nào nhỏ nhỏ con giùm em thôi nha. Khoảng chừng 55 cân độ về là mặt đẹp. 55 cân mặt về, độ về mặt đẹp cho mẹ em. Bự quá là mặt tét chứ bà. Mặt bự quá là mặt tét nha, nói trước à. Xanh đen, xanh nhạt, đỏ giống như em đang mặc, nói trước. Nha, nhỏ nhỏ xinh xinh mặt dễ thương. Bự bự con là mặt tét nha. Rồi ai lấy màu nào chứ màu đỏ kèm số mẹ em luôn, pyjama. Xếp đùi tay dài lên cho chị. Đùi tay dài chuẩn bị lên nè gái ơi. Lên cho xếp đùi tay dài luôn đi nè. Bộ giùm em á chị ơi, 39 ngàn giùm em nè. Bán nhanh cho bà trẻ luôn. Áo màu nào chứ màu đỏ kèm sổ mấy em nha. Không không, cái bộ đó từ đi lát rồi kìa. Bộ đùi tay dài kìa, kìa kìa. Đúng rồi. Trời ơi, bộ đùi tay dài này quá đẹp luôn á trời. Bộ đùi tay dài này là 95 ngàn một bộ giùm em nè. Trời ơi, nó đẹp dữ vậy. Mở cái màu trắng ra cho chị em, mấy chị em mình chim ngủ nha. Sỉ 83 ngàn. Em có màu xanh nhạt rồi, đúng rồi bé yêu ơi. Trời ơi, nó sang mấy chị ơi. Trời ơi, cái bộ mấy chị 95 ngàn một bộ giùm em luôn. Trời ơi, có áo phơm rộng không gì không chị? Áo phơm rộng hả em? Đó. Vậy hả? Người ta bán sale là 115 ngàn, em bán giá gốc cho mọi người nha. 95 ngàn một bộ. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha mọi người nha. Bán đại với em biết giá nhiêu luôn, em bán đại á. Em cũng giờ nó không biết giá nhiêu luôn. Màu trắng, quá đẹp. Em sẽ lên cái bộ này màu hồng. Màu hồng. Màu vàng quá sang luôn.
màu vàng, màu đen, đậu không trắng, hạnh lê. Nu nè. Tám ba, tám ba. Như da hả? Không có hàng bán nữa. Rồi lên tiếp thêm em luôn. Trời ơi, cái áo này đi chị ơi, xuất sắc luôn. Áo này là chuẩn bị là ta nói nha. Bộ chị cầm bao nhiêu ký vừa? Thảm lên lên chiều cho Thảm lên bộ đen như vậy. Bên đây nè. Không? Nhung Phạm hết màu nâu rồi. Em còn có mười mấy bộ à, em hết luôn rồi. Hết luôn rồi em yêu. Set nâu hết, còn trắng, còn hồng, còn vàng mấy chị ơi. Trắng, hồng, vàng, đưa lại đây, đưa lại đây. Nó không lấy, đưa lại đây, đưa lại đây, nhanh nhanh nhanh. Không có hàng bán của nó thiệt đúng không? Đây đây đây, 95 ngàn. Trời ơi, quăng cho nó đủ màu mà nó kêu. Đây 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 đây, nhanh 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 rồi em ơi. Rồi lên màu mấy chị. Đằng sau lưng có khoen nè mấy em nè. Mấy chị ơi đổi màu giùm em đi mấy chị. Set nu Xuân Mai hết siêu Xuân Mai ơi. Em còn màu xanh Xuân Mai. Em còn màu hồng Xuân Mai. Còn màu trắng, ơ màu vàng, màu trắng, màu đen em. Hết đen rồi em. Hồng nè. Thêm một set hồng cho Hạnh Lê nè. Quá đẹp luôn. Rồi ai lấy màu nào chúc em màu đỏ kèm số nha. Trắng nè mọi người, đẹp quá. Trắng vàng xanh, đẹp quá trời. Xếp màu trắng rất là tan luôn, xanh cho Nhung Phạm. Thôi để lô sau bán luôn đi gái ơi. Chị chốt cho lẻ luôn rồi. Vàng nè, Phạm Thị Quỳnh Như nè. Để lô sau bán luôn đi. Lô sau luôn đi gái, mất công quá. Chị còn có mấy bộ à. Chốt cho lẻ luôn cho rồi. Nè cái dâm, cái này còn lấy của ai nè. Nó hồi thiếu nè. Anh, cái đầm ở bên ngoài á, đầm nu rồi nè. Bên ngoài phải không? Em còn trắng. Nó chốt cho xỉ cho lẹ lẹ rồi. Chán bả ghê luôn vậy. Ai nói hết màu bà. Mấy đứa, mấy bà lẹ lấy thì không có chốt thôi. Mấy bà lẹ lấy thì không có chốt thôi, cho nó hết màu. Còn chẳng giùm em đi. Tan quá trời. 60 cân mặc dừa chị đẹp ơi. Để lô sau bán đi gái. Vàng cho Quỳnh Như có rồi. Em lên cái màu trắng cho mấy chị biết luôn. Là nó đẹp cỡ nào, nó sang cỡ nào. Em để cuối like em like là mấy chị biết rồi đó. Tèo bán bánh tráng tèo. Tèo 20 ngàn bịch. Gì? 20 ngàn bệt. Anh được bánh tráng anh. Được bánh tráng để bán cho mấy chị coi. Quên nữa nha mấy bà, giới thiệu bánh tráng luôn. Bà nào đi đơn em bán luôn mấy bà ơi. Thầy thầy mạnh. 20 ngàn bệt bánh tráng, trọi bộ. Cái gì trọi lỗ đầu. 20 ngàn giùm em nha mọi người nha. Phụ bệt bánh tráng. Trọi lỗ đầu nha mọi người. Bánh tráng đảm bảo cho mấy chị luôn. Không đụng hàng. Gia vị là không đụng hàng nha mọi người. Hương vị nhớ mãi nha mọi người nha. Thấm đụng trên đường. Trên dành môi nha bà ơi mà. Còn để em, còn màu trắng mà bé ơi. Còn màu trắng thôi. Rất là sang luôn. Nè lấy trắng thành lên cho đủ màu luôn nha em. Trắng giùm em mọi người ơi, rất là đẹp. Em có thiệt sự luôn á. Sang lắm. Xếp chị mặc là 95 ngàn một bộ nha. 95 ngàn. Chỉ còn đúng một cái màu trắng cực kỳ sang. Vi ánh nè, vi ánh một set. Rồi mấy chị. Bánh chén 20 ngàn bịch giùm em. Nói chung là rất là ngon luôn mọi người ơi. Mọi người ăn một bánh chén này về xong mới thiệt luôn á. Xỉu luôn. Ngon xỉu cho em nha mọi người nha. Ăn xong một cái là xỉu tại chỗ. Ngon lắm mấy chị ơi. Cay cay cho mọi người nha. Cái này không phải bánh chén Sike đâu nha. Bánh Sike em bán là hồi đó em bán 10 ngàn bịch có chút xíu à. Ăn không đã cái nư nè mọi người. Em bán này 20 ngàn bịch cho mấy chị ăn luôn. Khổng lồ luôn. Cho mấy chị ăn đã luôn. Ăn một bịch xong rồi ấy hả. Kiếm em một bịch thứ hai. Rất là ngon nha mọi người nha. Ồ ơi ăn cái này tôi thiệt xuống. Ăn xong có sốc ruột luôn mấy bà ơi.
Còn bánh chén nhà em nè mấy bà. Ớt nè nha, muối nè nha, sa tế nè nha mấy chị. Xịu luôn má, tao thấy bánh chén tao chảy nước miếng luôn á. 20 ngàn một bánh chị. Ai ăn con bóc em nha. Đó. Không được chứ. Đó. Thật ngốc. Mở ra sặc lên. Cay lắm, ngon á. Má ngon quá. 20 ngàn bịch mem nha mấy bà. Bán này hả, chuẩn bị Tết lắm. Ăn hột dưa. Ăn gì hột dưa với lại mất đồ này kia là chán chê chè. Chán chê rồi. Mua bánh chén về ăn cho em nha mấy bà nha. Ngồi á hả dù mà có đi đánh bài á. Có đi đánh bài với chị bây giờ không? Nó nhìn mình ăn bánh chén thôi. Nó quên luôn, nó không biết là ra con gì rồi. Đó, thật luôn. Bánh chén. Cái này à. Nhà em trộn. Quan trọng là cái muối mọi người. Quan trọng là cái muối. Cái muối là em lấy tận gốc. Em lấy tận Tây Ninh em lấy về luôn. Tại chồng em qua Tây Ninh mà mọi người. Cái muối là em phải chịu luôn mấy bà. Ăn không bao giờ mà. Mấy bà biết được luôn là cái muối đó ở đâu luôn á. Nó ngon dữ dằn. Cái muối ngon dữ dằn mấy chị. Hai giờ ngồi bật chơi nha. Ai ăn ơi bóc em. Mình khổng lồ. Mấy chị. Ăn là chịu luôn á. Ngon tới má hơi luôn á. Ngon ngon quá. Mấy cái sợi với bờ chị. Mình sẽ Quỳnh Nhơn một bịch nha chị, ok em. Ăn thử với bà. 20 ngàn à. Muối này về ăn thiệt luôn á. Bị thận luôn á. Nhiều quá, ăn á. Nhiều quá chị, uống nước nhiều luôn á. Này mà ai bị sỏi thận nè, đái lên uống nước nhiều vô đái ra sỏi luôn á. Ngon lắm. Hai chục ngàn bịch nha. Ăn bắp em. Siêu ngon. Nào. Đây đâu. Ăn thử em. Nào. Tên. Ngon lắm. Thiệt ăn thử em. Chồng thì bữa lấy hai bịch nè. Ăn thiệt chứ không ăn thử. Rất là ngon, em nói thiệt sự luôn. Mấy bà ăn thử đi. Chỉ có 20 ngàn thôi. Xuất sắc luôn. Món này nhà em trộn nha, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả mọi thứ em đều làm hết. Sa tế em tự làm ở nhà em luôn. Nói chung là cái này gọi là gì ta? Bánh chén gọi là cái mà đảm bảo vệ sinh mà tờ nhà mình tự làm tự trồng á Thanh. Tèo là gọi là gì Thanh? Cái bánh, cái vụ như mình là tự làm á. Ham mét. Không phải ham mét. Đồ mình tự trồng luôn. Sạch sẽ. Là gì ta? Công nghệ gì đó trời tất ghê. Không phải. Ăn cay được. Ăn cay được ha. Cái nhà đó cũng phải. Tụi chị sang lắm quên rồi. Má bần quá dân chợ ghiết rồi bà ơi. Tụi sang không nhớ nổi. Sao tới nhà em tự làm luôn mấy chị. Ngon quá, ngon không? Dính đúng không? Bánh tráng ăn rất là dính nha mọi người nha. Dính lắm. Thơm bánh tráng xì keo luôn á. Set 101. Tay dài, cổ vuông á lên chưa? 101. Tay dài, cổ vuông. À lên nè, lên nè. Mày ghi lại đi anh ơi. Quỳnh Như hai một bịch nè, Nguyễn Thị Quỳnh Như một bịch nè, Trần Thị Bưởi hai bịch nè, Phan Liên Ngọc Như một bịch nè, Phạm Phượng một bịch với bà ok. Rồi má rồi bật lớn lên, bật lớn lên hay cầm cái loa ghim lên cho nó bự. Ồ đúng rồi, organic. Trời ơi mà Quỳnh Như xuất sắc luôn, trời ơi. Con bé nói một cái là biết thể hiện đẳng cấp liền. Đẳng cấp liền chị ơi, organic. Đúng rồi, bánh chén organic mọi người ơi. Ngon xẻo với mấy chị nha. Đúng rồi. Xuất sắc. Hả? Mấy bịch được xỉ. 10 bịch được xỉ nha. Ăn đi rồi 10 bịch được xỉ. Mấy bà phèn, mấy bà phèn. Còn nào mà comment là cây nhà lá vườn là phèn nha tụi bay. Nghe. Công nghệ organic. Trời ơi, nó sang thấy sợ. Nhưng mà thiệt.
mọi người nha, rất là organic luôn, là tự làm. Muối là lấy thẳng từ trên Tây Ninh luôn, tại ngày hôm bữa em mới về quê chồng em mọi người. Trời ơi em vô cái xưởng muối ăn ngon quá trời ngon á chị ơi. Thì tao bởi tới công nghệ gì tao không quên. Thiên nhiên à, thiên nhiên rất dân phè chút bé chị ơi à. À mình bịch xệ 20.000 bịch khổng lồ mới chạy trọi lỗ đầu nha mọi người. 20.000 bịch trọi lỗ đầu giùm em. Phan Ngọc Liên bịch cho, Phạm Phụ bịch cho, ai đây chốt nha, cái thịt ngon lắm. Hiểu không chị? Bánh tráng là không làm mê. Bánh tráng nhà em là ăn không có vị mà giống như sực nha. Mấy chị mua bánh tráng mấy chỗ khác à, em nói thiệt luôn. Đây bánh tráng là em lấy từ trên Tây Ninh lấy xuống đàng hoàng. Phơi xương mấy chị. Phơi 7-7-49 ngày mọi người. Xong đi quả tán luôn. Nói thiệt. Bánh tráng thứ nhất nè mọi người ha. Thứ nhất là không có bị bệ. Nói chung là nó rất là dẻo. Mọi người nha. À, Phương Huệ lấy 2 bịch nè, Phương Huệ lấy 2 bịch, Lan Phương lấy 3, Lan Khương lấy 3 bịch, Nguyễn Đào Bảo Vân lấy 2 bịch. Nó không có bị bể mấy chị, mà nó rất là dai luôn nha mọi người nha. Không có bị mà dạng như mấy chị mà mua bánh tráng chỗ khác á, mà nó thấy mấy chị bánh tráng nó bánh tráng dẻo quá. Nó hay có bị trên tình trạng là ăn vô nó sực, nó giống như mình nhai bọc ni lông vậy á. Tôi ghét nhất là bánh tráng vậy luôn mấy bà, nha. Rất là ngon, Kim Ngọc lấy 2 bịch kìa. Ok. Có chị chốt cho Kim Ngọc. Ôi bột rất là ngon đó chị ơi, nó thiệt. Bánh tráng nhà làm ngon như nhà làm mấy chị. Nha, cái này là organic. Organic. Em tự trộn mấy chị. Đảm bảo mấy chị luôn, mấy chị ăn một lần mấy chị nhớ em mãi luôn, mấy chị đêm ngủ mấy chị nằm mơ thấy em luôn. Đó em. Bánh tráng mua 2 bịch rồi giùm em. Có ship, mua chung quần áo 1 bịch cũng ship. Nha, 20.000 bịch. Liên hai bật nha, chung khóa 1 bật luôn. Nha. Chị mua quần áo thì em ship luôn nha mấy chị. Còn mua. Nó nghe nè, còn nước ngọt không? Anh bảo là phát 1 chảo. Anh bảo là đạo em chén. Rồi lên cái hàng giùm em. Nè, có thấy 101 nè. Lên set nè, lên set nè. Còn có được có 2, 4, 6 set à. Mua bánh không ship mấy chị. Mua bánh không mấy chị mua 2 bình em ship rồi. Còn mấy chị nào mà mua 1 bịch thì kèm mua vô quần áo giùm em đi nha. Rồi đây. Rất là đẹp luôn. 115.000 một set giùm em. Trời ơi mấy chị ơi. Lên bộ tự thu đi chế. Bộ thì thôi chị còn có 2-3 bộ đó chị sell cho em. Trời ơi mấy chị ơi em nói thật sự luôn là xuất sắc nha. Màu nu, màu đen với lại màu trắng giùm em 115.000 một set. Rất là đẹp nha cả nhà. Kèm nịch luôn. Nói chung là cái set này xuất sắc luôn. Nha. Trời ơi nè, xỉ 100.000. Lẻ 100, ớ lộn xỉ 102. Ớ 100 đúng rồi, 100 à. Dạ phơm này nhà em là 58kg dừa nè mọi người. Kim Ngọc nó 3 set như da lấy hết nè. Kim Ngọc còn 2 em nha. Kim Ngọc còn 2. Như da nè Phương Huệ. Kim Ngọc, như da 100. Ờ 100. Ê để 3 set của con nhỏ đó cho Phương Huệ ơi. Bỏ 3 set của con nhỏ từng phi ngắn cho Phương Huệ ơi. Phương Huệ bán. Ok em. Hả? Kìa, những cái hả? Thằng Vi ngắn hả? Nhung Phạm. Nhung Phạm lấy 2 bịch nha. Nhung Phạm lấy 2 bịch bánh tráng nha, ok. Nói chung bánh tráng nhà em đẹp lắm. Bánh tráng nhà em mấy chị ăn là sao mấy chị là nhớ mãi không quên luôn mọi người. Tiếp tục một cái mã set hot. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái áo thôi mấy chị. Nhìn cái áo thôi nha, nhìn cái áo nha. Mê chưa? Cái tay nè. Nhìn cái sợi ren chưa, Quảng Châu chưa? Sợi ren cực kỳ Quảng Châu giùm em luôn. Rồi xỉ mẫu này cho em 83.000 lẻ. Cho mẫu này cho em 95.000 một set. 95.000 mấy chị ơi, quần có túi luôn. Rất là đẹp luôn. Em có màu nâu với lại màu đen à.
Cái quần em có hai màu, màu nâu và màu đen thôi. Em cho chị địa chỉ qua nhà. Ok Lan Khương, địa chị em có quên bản bóc giùm em đi. Còn áo kiệu cổ trụ không chị? Áo kiệu mà cổ trụ ta định hình cái bay là cái áo mà Balenciaga đúng không? Hạnh Mignon màu đen với lại màu nâu nha mấy chị. Bây giờ em sẽ lên set này màu nâu và màu đen, là có hai set thôi, 95.000 một set giùm em. Bộ đang mặc có người lấy cho phải không? Bộ đang mặc là quá đẹp luôn. Cái set này là 60kg mặc vừa luôn nè em, thì cái áo đẹp lắm. Ủa set này dễ thương quá, y hình luôn á. Bộ mặc con Thanh á. Cho anh Tý qua lấy đây, anh Tý dài bữa nữa là em về bánh tráng mây nha. Nói chung là mấy bữa nữa là cho bé sẽ mang bạc cho khách. Trời ơi, sách này đẹp quá mấy chị ơi, thật sự luôn mọi người ơi. Sách chị đang mặc có màu khác không? Chị hết rồi bé ơi. Anh kẹp gại lên cho em coi. Ơ, đi hết luôn rồi. Màu 2 cho Phương Huệ nè. Sách này quá đẹp. Phương Huệ nè. Thêm đen cho Phương Huệ nè. 83. Còn chị. Không phải con chị em ơi. Cháu, con chị nó ngủ mấy giấc rồi. Con chị giờ nó ngủ mấy giấc rồi, cháu chị với em. Chị với lại chị còn ri áo thun nào không? Còn em áo thun này đẹp nè. Thấy nó nghe là bộ này còn bộ này cho đứa nào nè. Còn quần legging không chị? Còn em. Rồi áo đây còn, bộ này còn hai màu giùm em nè. Trời ơi bộ này đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. 95.000 một set cho em nha mọi người nha. Cái áo đẹp xỉu mấy chị. Cái áo đẹp xỉu luôn có 95.000 nè. Xuất sắc trời, may giùm em. Cái áo cổ này mà bên trọng mấy chị. Đẹp quá luôn á trời. Y hình cho em luôn nha cả nhà ơi. Cái quần của nó nè. Có túi cho em luôn nha. Trời ơi mê ly mấy chị ơi. Nè lấy cái này đi gái ơi, áo này đẹp lắm nè cục con. Chỉ có 30.000 à bé. Có quần legging nâng mông nha chứ ơi. Quần legging nâng mông giùm em. Đây mai tính bill em nha. Ok mai chị chốt bill cho. Đây mấy chị. Còn bộ tiểu thu ren. Bộ tiểu thu ren hết rồi. Bộ tiểu thu ren hết thôi. Rồi em lên cái áo này nữa mấy gà ơi. Cái áo này đúng đẹp. Xuất sắc luôn, đợi chút. Quần jean dài một nút chị còn không? Hết rồi em. Đặng Bạch Thị Dung là ai vậy? Đặng Bạch Thị Đan là ai vậy? Quỳnh Giao một set đen đang mặc. Chị coi quần lép jean xem mờ. Ok chế. Em đưa chế coi nha. Em có cái quần nó nằm ở ngoài đây rồi nè. Đen Quỳnh Giao set đang mặc nè. Áo thun form rộng giùm em mấy chị ơi. Cái bộ này dễ thương lắm. Cổ bẻ giùm em nha. Sỉ 30 lẻ 39.000 cho mấy chị. Bộ đang mặc 95.000. Có quần sò không bà? Quần sò đợi bà đỡ tôi chút được không? Đầu lên cái áo này mấy chị. Mặc Noel xuất sắc luôn. Mặc Noel là xuất sắc luôn. Trời ơi mấy chị ơi. Sỉ mẫu này cho em 45.000 và lẻ mẫu này cho em luôn 59.000 một áo. Xuất sắc trời mây mấy bà ơi. Cái này là hàng nỉ cho em nha mấy chị nha. Mùa đông là không lạnh cho mấy chị luôn. Mùa đông là không lạnh giùm em. Trời ơi cái này mà mặc quần ngố là em nó thật sự luôn á. Xỉu lên xỉu xuống cho mấy chị. Cái này mặc quần ngố cho em là xỉu lên xỉu xuống luôn. Cái phơ này mặc đi Đà Lạt cho em bá cháy vỏ chét luôn. Cổ tròn mà chữ phía trước á chị, rồi biết rồi. Cái mẫu thun giấy đúng không?
cái mẫu thun dãy đúng không? Biết rồi, còn mà gái. Đợi chút chị lên cho. Đây mấy chị ơi. Trời ơi trời. 59.000 một áo giùm em. Mặc cặp nam nữ mặc được nha. Có áo crop top không chị? Không em ơi. À có. Crop top chị còn mẫu tay dài áo loan đẹp lắm. Áo này chị còn 3 màu nè mấy bà ơi. Trời ơi, cái áo này nó thiệt luôn mấy bà. Trời ơi. Mặc cặp được nha mấy bà, nam nữ đều mặc được cho em nha. Nam mặc thử nè. Mặc vô đi. Nam mẫu này giùm em nha, 68-70kg nha. Nam mặc được giùm em, hơi bị to luôn. Mặc đã lắm, thôi em chồng vô thử cho mấy chế coi. Áo này đẹp lắm, áo này dễ thương cực kỳ luôn. Sỉ mẫu này cho em là 45.000, 45 đúng rồi, lẻ 59.000 một áo. Siêu đẹp mấy chế ơi. Vô. Trời ơi. Vô đây. Được lên live stream mấy chị ơi. Đó. Trời ơi. Nè mấy chị, Nam mặc được cho cả nhà ơi. Nam phì nhiêu nha mọi người. Ok, đủ thêm đen cho Châu Phương Huệ nè. Thấy chưa, nam nữ đều mặc được đó mấy bà. Chào mặt đẹp không mấy chị? Khen giọng vui coi. Khen cái đó đang mất ngủ luôn. Đen trắng với lại đỏ giùm em nha. Áo nỉ, cái này mặc dễ thương lắm. Áo này hơi bị hot luôn, để mai đăng hình cho. Tại cái mẫu này hôm bữa sượng báo hết, mà rút cuộc là nó có hàng cho em luôn nè. Ngày mai đăng hình cho bà luôn, đảm bảo nè. Hàng này là mặc xỉu liền. Đỏ không, đủ không đỏ thêm đen trắng. Mày thêm đen trắng đi, lấy 4 cái đi, màu 2 đi cho nó dễ nè. Áo này dễ thương ghê luôn chị thấy không? Mặc chung quần ngủ cho em nha mọi người nha. Nam nữ đều mặc được luôn. Mua về tao lấy Noel này mặc chiếc này mặc đi chơi là xuất sắc. Cái này mặc chung với chân váy với chị. Mặc chung với lại chân váy tầng giùm em nha. Hơi bị đẹp luôn, hơi bị dễ thương luôn. Cái gì? Đúng rồi. Bữa em hai vợ chồng mình bận hai bộ này, cái này đi chơi là đẹp rồi. Đẹp quá. Xuất sắc mấy chị ơi, màu đỏ nè mấy bà. Tại vì biết sao không, sắp vô tới Noel, sắp vô tới Tết rồi mấy chị, nên là em lên hàng màu đỏ cho mấy bà nha. Cái này là em đảm bảo cho mấy chị luôn, giữ ấm rất là tốt luôn á. Hàng này hàng nỉ nha mấy chị nha, rẻ nữa, có 59.000 cái thôi. Rồi em có 3 màu ha, đen trắng và lại màu nâu giùm em. Nhiều ông Tiếu ha. Tiếu không? Quá tiếu. Ủa nhìn ông Hiền ha. Tao nhìn xa là tao nhìn chữ tờ, y, e, u, yêu luôn. Nhìn ông Hiền ha. Tao nhìn từ xa tao đọc thành chữ Tiếu luôn. Vải nỉ giùm em nha Nguyễn Thanh Tâm ơi, hàng này hàng nỉ. Cái này mấy chị ơi, mấy chị mặc đi Đà Lạt nè, đi vô mấy cái vùng lạnh lạnh cho em ha. Với lại gần tới Noel mọi người ra đường xe lạnh lắm. Với lại mấy chị đi chơi buổi tối, mấy chị mặc là đúng đẹp luôn, nói thiệt luôn á. Tại vì những cái form này là mấy chị mà em nói thiệt, nếu như mà em mà lên cô Tâm á mấy chị biết không? Thêm đỏ cho Phương Huệ nè. Nếu như mà em lên cô Tâm á mọi người, nó sẽ rất là rủ, nó sẽ không có phòng được cái form áo. Nên là cái này em lên form áo cho mọi người nha, lên form áo nỉ cho mọi người, để cho mọi người mặc, em nói thiệt sự rất là đẹp luôn. Hạnh lên lấy 5 nè. 3 màu nha mấy chị nha, đen trắng với lại đỏ giùm, á lộn, trắng đỏ với lại màu trắng đen đỏ giùm em. Trời ơi cái áo chị ơi, có 55.000 cái rồi, dễ thương quá, 59.000. Đỏ nè, cho chị heo nhựa nè, còn cái. Rồi em còn 2 màu trắng đen. Mua về mặc cặp mấy cô nàng ơi. Một trăm mấy chục ngàn đó mà nó không ra đắp gì hết á. Em còn đen nha, em còn đen hết đỏ nha. Bảo Ngọc. Ừ. Bây giờ có bao nhiêu, có 100.000 cặp hả? 101 hả? Có không ta? 59.000 hai cái là 100, 128.000, 118.000 cặp. Hồi đó em mua một cặp là 200 mấy chục ngàn mấy chị, mà không ra cái gì hết trơn á. Bảo Ngọc lấy đỏ nè, Bảo Ngọc lấy đỏ nè. Nó kêu hàng Quảng Châu, Quảng Ơ gì á. Không có ra cái gì hết trơn á. Nè, cởi ra luôn. Cho Nguyễn Thanh Tâm lấy một đen một trắng. Rồi còn một cái trắng cuối cùng, ai lấy trắng chút trắng giùm em gái. Rồi lên tiếp hàng giùm em. Rồi. Hả? Bảo Ngọc cũng có đen thôi. Cái này để cho cái gì á. Tôi ngồi chót luôn. Màu 2. Rồi anh đưa cái này cho em đi. Em sẽ lên cho bà chế một cái màu áo sơ mi.
áo của chồng chữ đằng trước à. Con áo lộn bé ơi. Còn một chẳng nha mấy chị, ai lấy chẳng chút chẳng mềm luôn. Quá rẻ quá đẹp. Áo chữ đằng trước nè. Tỷ 40 lẻ mẫu này cho em nè. 55.000. Áo trắng nha mọi người nha. Vải siêu co giãn giùm em luôn. Rồi áo này còn hai màu trắng đen. Áo này em có hai màu trắng đen chị ơi, 55.000. Lát hồi em sẽ lên cho chị một mẫu sơ mi. Một cái mẫu sơ mi mới thiệt sự là rất là hot luôn. Từ sáng tới giờ em mới thiệt mấy bà em đi coi la dạo bán cái sơ mi này không. Mà người ta bán 190 nha mọi người nha, 190 200.000 một cái. Trời ơi áo màu dễ thương quá. Trắng đen hai màu, đen còn có một cái một. Đen còn có một cái một giùm em. Rất là dễ thương luôn mấy chị. Thun cô tông á chị. Tay ngắn bà ơi. Không có mày ơi. Em ta lên cái mẫu kia có một mẫu thun cô tông nó sẽ có 30.000 lấy đi. Bộ tiểu thư nè mấy chị, dễ thương nè. Rồi áo này dễ thương, áo này sang lắm. Bộ tiểu thư nè mấy bà ơi. 99.000 một bộ giùm em nè mọi người, em còn bộ chanh nha. Em còn bộ chanh 99.000, vải đuổi xốp. Vải đuổi xốp nha em 99.000. Nhận hàng về không đẹp không mấy tiền nha. Đuổi xốp giùm em. Em còn hai bộ nè. Em còn hai màu chứ. Áo hai màu trong Nguyệt Ngụy nè. 55.000 nè. Em còn màu trắng mấy chị ơi, hàng này hàng đuổi, hàng này hàng quả là thun giấy Quảng Châu cho em nha, thun giấy Quảng Châu. Rồi bộ này em còn hai màu. Xanh với lại màu vàng giùm em. Đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ quay mẹ nhìn con trái nè. Xanh vàng hai bộ giùm em nha. 99.000 mấy chị yêu em còn có hai bộ thôi là em hết hàng này luôn rồi. Ai lấy chốt em nè. Bộ 99 kèm số. Đẹp lắm. Em còn đúng có hai bộ thôi. Ai lấy chốt giùm em luôn. Rồi bữa nay mấy chị đó em lên cái gì? Đồ ngủ tiểu thư vàng xanh cho chị Băng với 99.000. Em xem áo da dài đắp tóp loan đi chị. Đây nè em chuẩn bị chị lên luôn nè bé. Em còn mẫu sơ mi nữa mấy chị, rất là đẹp luôn. Trời thôi để cái áo sơ mi đó ngày mai like đi. Cái áo sơ mi nó rất là đẹp. Cái sơ mi đó là em nói thiệt luôn á, hơi bị đậm nha. Tại vì ít người coi mới làm biến lên quá luôn á thiệt sự. Ủa cái áo này nhiêu vậy? 55.000. Áo, áo loan mấy chị ơi. Áo loan này em còn mấy cái mấy chị, em sale luôn cho mọi người luôn nè. 39.000 cho nó hết nha. Dạ một bộ 99 chị, hai bộ là 180 đó chị. Chứ phải hai bộ 99.000 đâu. Hai bộ 99.000 chứ em đi ra đạo với mở luôn á. Em còn có một màu à mọi người. Em còn có một màu thôi. Hàng nói hàng cao cấp giùm em đó chị. Đẹp lắm. Trời ơi trời. Rồi ai lấy chốt em nha. 39.000. Ok băng hí lấy một bộ vàng thôi. Còn bộ xanh lại cho em. Rồi áo này em còn có một màu rồi mấy chị ơi. Áo để em đi chị nè, ok nè. Loan cho chị Bảo Ngọc một cái nè. 39.000. Hạnh Mignon nè. Rồi tôi còn có sơ mi đẹp quá luôn mấy bà. Mấy bà chia sẻ đông đông người vô cho em coi. Em lên cái sơ mi liền, cái sơ mi rất là sang nha mọi người. Thiệt luôn, cái sơ mi xuất sắc cái gì. Áo hả, áo 33.000. Trời ơi, chế ơi, chết tiệt. Chốt em liền nha bà, 45.000 bu rip. 45.000 bu rip nè. Không có hàng bán nha. Không có hàng bán mấy chị, 45.000 luôn. Quần sọt đi bà. Quần sọt tôi hết rồi bà ơi, quần sọt còn có mấy mẫu cũ à. Biết coi để từ nha, để tôi coi còn mẫu nào không nha. Còn có mẫu trơn à. Ok, lên sơ mi liền đây. Quần sọt cho em mấy chị ơi, 3 size SML nè mọi người nè. Quần sọt lưng cao nha mọi người nha, một màu trắng duy nhất giùm em luôn. Rồi quần này là 45.000 giùm em mấy chị ơi, 3 size SML. Áo em còn đúng một màu trắng duy nhất luôn mấy chị, chất bô zip nha mọi người nha, có 45.000 à.
nút mà mấy chị coi nè, khóa vàng giùm em luôn nha mọi người nha, khóa đồng chứ lộn. Đây, nút là nút bấm nha mấy chị, đẹp lắm luôn cái áo này, mặc lên là bao xinh giùm em luôn. Đẹp lắm. Lên chung lại quần jean ngố là đẹp xuất sắc luôn. Phủ thanh thảo nè, áo trắng nè, 45 nè. Bộ tiểu thư xanh cho nở đặn nè. Tiểu thư em còn một cái màu vàng nữa mấy chị, ai lấy chốt vàng giùm em nha. Tiểu thư xanh nè. Phủ thanh thảo lấy áo 45 nè. Nó đẹp lắm mấy chị ơi. Còn cái trắng cuối cùng nó đẹp cực kỳ luôn, nhận hàng giờ là gì? Vải bao đã. Mát lạnh nha cả nhà, mát lạnh giùm em luôn vải nè. Quần cho em. Xuất sắc. Đâu rồi ta? Sơ mi nè. Bảo quá. Ủa cái màu xanh trời này có người lấy đâu mà ta. Áo khoác em còn cái xanh trời mấy chị ơi, 69.000. 57kg. Không, dạ vừa chị, quần sọt chị lấy L cho nên là vừa nha chị. Quần sọt nhà em có size khách ơi, quần sọt nhà em có size. Khoác đúng đẹp. Khoác đúng đẹp nha. 59.000. Ở lộn, 69.000. Một cái màu xanh lạ, đẹp lắm mấy chị ơi, mặc dễ thương cực kỳ. 57kg vừa quần sọt không chị vừa. Trời ơi. Sơ mi chữ ký 79.000. Nguyệt Nguyễn là hai bánh tráng. Bánh tráng nhà em là thiệt luôn á. Bà ăn một lần bà sẽ nhớ mãi luôn. Ngon lắm. Lấy Ngọc Suri lấy cái gì? Quần có đen không chị? Có đen. Không biết hết đen rồi, còn trắng mà. 57kg cho Ngọc Suri. Tên L nha. 45.000. Trời ơi, cái sơ mi này mới thiệt sự với bà luôn. Hot rần rần nha mấy chị em. Hot rần rần nha. 79.000 một cái. Rất là đẹp. Trời ơi. Ai mà bán cái sơ mi này 79.000. Không bao giờ có nha. Chốt liền giùm em. Dạ thưa. Áo sơ mi này cho em lên tới 62kg còn vừa nha. Từ 30 cho tới 62kg giùm em luôn. Siêu đẹp luôn cả nhà. Em nói thiệt luôn á. Hot mày bánh hột hiển bà luôn. Từ sáng giờ em lướt Facebook cho bà nha. 10 Facebook live stream. Hết 8 Facebook bán áo này. Và bán 100 mấy không. Hàng Quảng Châu mấy chị ha. Trời ơi mấy chị coi nè. Nhìn cái sợi vải là ghiền liền luôn. Đảm bảo với bà luôn nha. Áo này em bán ngày hôm nay. Hai bữa nữa mấy chị lướt Facebook em nó thiệt, 10 Facebook bán luôn. Hơi bị hot. Hơi bị hot giùm em nha cả nhà nha. Hai màu, màu kem và màu trắng, màu đen, màu trắng giùm em. Mấy chị yêu ơi, nếu mà lấy được thì lấy luôn hai màu đi. Thỏa tiết rất là đẹp luôn nha. Chị có bao nhiêu? 79.000 một cái áo thôi. Rất là đẹp giùm em mấy chị ơi ha. Hai cái là chỉ có 160.000 thôi. Nhưng mà cái này mấy chị mua ngoài thị trường đi, một cái người ta bán 180, 190 một cái rồi nha. Hạnh mi nhon là màu 2. Màu 2. Mi mi, Kim Ngọc ơi, lấy màu 2 đi em. Lấy màu 2 đi nha, hai đen, hai kem đi, đẹp lắm. Ngọc Suri lấy đen. Ngọc Suri lấy đen. 79.000 giùm em nha mấy bà. Ngọc Suri. Thương Vũ lấy trắng. Sơ mi này khác áo khoác, đúng rồi, khác cái mẫu kia nha, khác mẫu kia giùm em. Form rộng nha mấy gái ơi, form form rộng vậy à chị là sao? Trời ơi, tôi mặc lên với bà coi mấy bà, rất là đẹp luôn á, rất là đẹp luôn á bà. Trời ơi coi nè, em sẽ lên cái màu kem nha, tại lên màu trắng sẽ hơi bị chói nha khách. Cái này mà lên cái quần tây. Kim Ngọc lấy màu 2. Hạnh Mỹ Nhón. Trời ơi. Lấy đi nghe mấy bà. Bây giờ em lên form với bà ơi. Đẹp xuất sắc xuất thần cho em luôn cái áo sơ mi này nha mọi người nha. Hai màu kem với lại màu nâu giùm em. Màu đỏ kem với lại nâu. Trời ơi, sao mày đẹp quá à.
ơi. Sao mày xúc thần mấy chị ơi. Cái giọng quên chị tiếc cán chịu nha. Bài trời đỉnh chơi. Đỉnh chơi. Đỉnh chơi. Thôi, mặc cái tường, chị mặc cái quần tay tay lớn quá. Trời ơi. Trời ơi, mặc cái quần size lớn quá mấy chị ơi, lớn hơn em nhiều quá. Em mặc cái quần lớn hơn em nhiều quá. Nãy tao quăng qua đó là có người lấy rồi á. Quần này là 99 ngàn một cái giùm em nha mấy bà. Ủa hết size rồi ta. Ấy quần tròn nè, chết mẹ. Trời áo này đẹp lắm mấy chị ơi, mới thiệt luôn mọi người. Ai lấy áo chút ảo giùm em nha các chế đẹp ơi. Xuất sắc luôn. Quần này là em kèm nịch nha mấy chị, quần này em còn kèm nịch nha. Quần này em hai size mấy chị ơi, S với M L giùm em thôi. Quần tay Quảng Châu ống rộng giùm em mấy chị ha. Rồi mở ra nha em kèm nịch nha mọi người nha, 99 ngàn một quần giùm em. Rất là đẹp luôn. Cái quần này mới thiệt luôn á trời. Em thấy cái shop kia nó bán 100 150 mà nó bán sale. Trời ơi trời, em bán giá chưa sale mấy bà ha. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Đây. Cái này kèm nịch cho em nha. Cái giờ chế nịch lại giùm em nè. Trời ơi, cái áo sơ mi này đúng đẹp luôn á. Ngày mai cái này lên đầu lai mặc đi. Thì cái áo sơ mi này phải mai phải lên đầu lai mặc. Vì nó quá đẹp. Chỉ có 79 ngàn cái thôi mấy bà. Người ta bán 190 nha mấy chị. Người ta bán 190 một cái. Em bán 79 ngàn thôi. Mấy chứ không mua giùm em. Rồi. Em lên quần. Một rưỡi đó hả? Không, trời nó chưa được 7kg nữa Tèo. Sơ mi chị mặc cho Bảo Ngọc. Rất là đẹp. Tôi nói thiệt cái áo này nghe, tôi bán ngày hôm nay mấy bà ơi, tôi bán vui đó. Ngày mai em bán đầu livestream nha mấy chị. Rất là xịn luôn, đảm bảo hot. Bảo Ngọc còn semi đang mặc. Đẹp mê. Áo semi này thật sự đẹp mê luôn. Để đi ngày mai bán cái áo này. Mấy chị biết cái áo này hãy mới thiệt luôn, trong ngóng bự giờ luôn á. Cái vải của nó hơi bóng bóng nhẹ nó nha mấy mọi người nha, nó y chang sơ mi lụa satin luôn mấy chị. Nó y chang hàng lụa satin luôn mà nó giá quá mềm. Thật sự luôn, giá quá mềm luôn mấy chị ơi. Quá đẹp giùm em. Ai lấy chốt nha. Rồi em tiếp tục qua mẫu tiếp. Hôm nay tôi like là tôi like chơi tới với mấy bà luôn á. Sơ mi này xuất sắc, để mai đầu lai bán. Sơ mi này quá đẹp luôn. Còn mấy cái để đi. Đẹp quá. Sơ mi này vô Tết ha. Á ôi, bán tao bán nhức nách luôn. Xuất sắc luôn nè. Lên quần legging đi bà. Bà quên. Quên luôn bà ơi. Quần nâng mông. Đâu không biết nằm đâu rồi. SML giùm em. SML, XL, 2XL. Mấy chị lên cho em xin cân nặng với lại chiều cao đi, lấy size cho nó dễ. Nguyễn Ngân Ngân, sơ mi 79 ngàn. Sơ mi này 79 ngàn quá thật sự luôn, rất là rẻ luôn á mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, em vô shop em hỏi cái áo sơ mi này là 280 nha mọi người. Còn tôi là 220 một cái nha. Quần jean dài.
Giá S vậy chị? Giá sao vậy chị? Quần jean dài. Jean dài đâu em? Quần jean dài chị còn có mẫu này, chị còn có cái size S đây nè. Hồi nãy lọt lại rớt lại cái á, chứ hết hàng luôn rồi em ơi. Nó mất tiêu rồi trời. Mặc cái này là phê chữ E kéo dài luôn á, quá đẹp. Size S. Trời ơi, cái này không có hàng bán nè. 100 101 không? 101 một cái nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. 101 một cái giùm em nha. Set bộ. Set bộ áo trắng quần trắng còn không chen. Mẫu áo trắng quần trắng là mẫu nào vậy chị? Áo trắng quần trắng nhiều lắm. Cái set hồi nãy tay có cái nút ở đây hả? Có cái nút với lại tay phòng phòng bự bự hả? 101 size S đúng đẹp luôn. Trời ơi cái quần size S nha. Quá đẹp mấy chị ơi. Nè 101 của chị còn một cái duy nhất. Rất là đẹp luôn. Rồi. Cái nhỏ này nó nói chuyện quá trời luôn. Có một anh cũng thích ca ca nữa. Hai nó tự hiểu nhau ai biết. Quần nâng mông. Áo cổ bè sỉ 42 lẻ 55 ngàn. Dây kéo túi cho mọi người nha. Dây túi kéo nè. Sơ mi 79 trắng. Xếp đùi tay phòng á chị hết rồi gái ơi. Em hết sạch xếp luôn rồi đó mọi người. Em còn một cái zoom màu trắng nè. Đẹp lắm mấy chứ ơi. Em còn một cái zoom màu trắng nha. Với lại một cái zoom màu cam 99 ngàn. Xếp đùi tay phòng em hết. Ca cái gì? Sơ mi trắng cho Phạm Thượng. Sơ mi đẹp mê ly luôn. Thiệt. Quần legging bao nhiêu vậy bà? Quần legging là 75 ngàn cái giùm em. Nè áo sơ mi. Áo gì? Áo thun dây kéo cho mọi người. Bô rip. Em có màu nu, em có màu hồng, màu trắng, màu đen. Đây màu của nó này dễ thương lắm. Để tôi làm, tôi còn rớt lại cái mẫu này mấy bà. Cổ bẻ giùm em nha. Cổ bẻ mà giá rẻ ghê. Đó. Sơ mi 79 nha mọi người, em còn màu đen. Trời ơi, cái mẫu sơ mi này đúng dễ thương luôn mấy chị. Trời ơi, dễ thương quá à. Mặc hai màu trắng đen, mặc chúng còn ngố, còn đẹp luôn mấy bà. Có 79 nha. Rồi còn ai lấy được gì nữa không? Không lấy nữa thôi em nghỉ nha. Em lên cho mấy chị cái mã này nữa nè. Em lên một cái áo này nữa thôi. Rồi em like lại những cái mẫu gì em còn rớt lại một cái nữa là em ớt nha mọi người ơi. Đây đám đuối cục tình luôn mấy chị ơi. Nay hàng nhiều like đám đuối cục tình luôn. Một bịch bánh tráng cho Nguyễn Ngân Ngân. Ok chế. Áo bao thun bao nhiêu vậy chị? Áo thun này hả? Áo thun dây kéo này là 55 ngàn một cái. Áo sơ mi này đẹp quá. Áo sơ mi này thiệt luôn á trời. Vải quá xịn sò luôn. 79 ngàn quá rẻ. Cái gì? Thơm dài mấy chị. Đẹp quá. Đùa của ai lấy à? Rồi ai lấy chốt em cái gì? Bỏ vô cho đứa nào có con ri, đứa nào nhỏ nhỏ con. Chắc hạnh đi nhon, nó không nhon, nó có ri đó không? Vậy đó luôn. Ri bỏ một ri của Harry, hai ri của Thảo Baby, một ri của hạnh đi nhon đó. Ừ. Rồi ai lấy áo chút áo cho em luôn nha. Áo này để ngày mai em like tiếp cái bà luôn. Nó đẹp quá. Ở đây nhà em là chẳng dài mấy chị ơi. 55 ngàn cái, hàng bu rip lại một giùm em luôn, rất là xịn luôn. Rồi, bye bye mấy chị. Mẫu này ngày mai em like nha. Cái nào? Ừ. Nó bụng rồi đó. Anh ơi, nó đói bụng rồi kìa anh ơi. Nghỉ rồi. Áo trắng cho Vũ Thanh Thảo 2 ri. Thảo Baby. Áo trắng cho Vũ Thanh Thảo 55 ngàn nè. Có 55 ngàn mấy chị ơi, rẻ lắm. Hồi nãy em còn một cái nè mấy bà ơi. Nè áo này em còn có một cái một nè mấy chị, 55 nghìn nè.
Ở đây chốt em nha, áo 55 kèm sổ. Rồi thôi bye bye mấy chị. Em còn làng hẹn chú like, đừng quên chú like kịp chút rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mấy chị ngày mai 7:30 giúp em ha.